Mến chào các bạn nha. Giới thiệu với các bạn, đây là tủ lạnh Nagakawa. Đó. Cái con này á thì nó bị thủng mất ga á. Thì mình đã biết là nó bị thủng giàn lạnh. Nhưng cái vấn đề là mình xác định cái vị trí thủng giàn lạnh ở đâu thì với cái máy Naga này thì mình chưa biết. Và hôm nay mình đã quyết định bổ em nó ra để xác định cái vị trí thủng và cái điểm, cái quan trọng nhất là cái điểm nối giữa dàn nhôm và dàn đồng. Đó. Thì ở những cái máy khác thường thì nó sẽ nằm ở trên cái những cái thành tủ này luôn. Khu vực này chẳng hạn. Những Sanaki các thứ ấy. Đó, nhưng ở em Naga này thì nó lại không nằm ở trên, nó không đưa lên trên này các bạn ạ. Không đưa lên trên này. Đây là phía dàn, phía phía này là phía dàn, phía ngăn đông. Đó. Rất nhiều các lớp dàn chạy vòng quanh đây. Và ở đây á, mà khi các bạn vỗ vào cái thành tủ này ấy, vỗ những thành tủ này mà thấy nó rất là chắc ạ, nó không bị phồng ấy, thì cái dàn nó không được gì đâu các bạn ạ. Đây, những cái thanh dàn, những cái đường ống nhôm này rất là mới và không thể thủng ở đây được. Đó, mà cái vị trí thủng thường nó xảy ra hay ở những cái điểm nối giữa đồng và nhôm, hoặc là những vị trí nào mà nước nó vào nó ngâm ngâm lâu, nó đọng lâu, nó sẽ bị oxy hóa cái dàn đấy. Thì bên này là ngăn đông thì rất là nhiều dàn, còn phía bên ngăn mát này thì một đường này thôi. Đấy, một đường chéo qua đây và về cái vị trí cái góc này này, đấy là mình cắt ra đây. Cái góc này và nó xuyên dưới gầm tủ. Đó. Đây là em Naga nha, các bạn nhìn kỹ cái model này để mà khi các bạn có thể sẽ gặp cái sẽ có ngày sẽ gặp cái tủ như model như thế này thì các bạn sẽ làm như của mình, đào sẽ đào đúng chính xác luôn, mình không mất công mất thời gian mà tủ nó vẫn đẹp, vẫn sửa được cho khách. Đây. Cái model này các bạn này, NA310HBL. Đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ ở chỗ mình nó gần đường ấy, ô tô chạy suốt ngày nên là rất mong các bạn thông cảm. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái điểm nối của nó ở đâu để mình khi mình kiểm tra một con tủ như thế này, mình sẽ đào được chính xác cái chỗ đấy và nó không bị phá tủ như mình như thế này. Như thế này là mình không xác định được nó nằm ở đâu ấy. Và mình bắt buộc mình phải phá ra như thế này. Lấy một con này ra để mình làm chuột bạch nhá. Thì mình làm cái video này để lưu lại và cũng là chia sẻ cho anh em bạn bè trên cả nước, nếu mà xem được cái video này của mình nhá thì mà gặp cái trường hợp này thì sẽ xác định được chính xác hơn. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái vị trí của nó luôn này. Đây. Vị trí của nó đây các bạn ơi. Mình ở gần đường ấy nên là khổ, ô tô nó đi qua đi lại rất là nhiều. Đấy. Đây các bạn này. Mình đã đào ra. Đây. Đào ra rồi. Ở đây là cái điểm nối của nó, cái điểm nối đường đường cuối dàn đây, đường hút về đây.
phía này là đồng các bạn này. Đây là đồng và đây là nhôm. Nếu như các bạn gặp một cái trường hợp như thế này ấy, mất ga mà không phải thủng ở rắn nóng mà mình xác định là thủng rắn lạnh, nén rắn lạnh nó xì hơi là mất là xuống rồi, nhưng mà không thấy chỗ xì ở đâu, thì các bạn sẽ đào chính xác cái góc này cho mình, ngửa cái tủ lên đây và khoét chính xác cái góc này cho mình. Đó, quét chính xác cái góc này thì các bạn sẽ gặp được cái điểm nối này, thì sẽ gặp được cái điểm nối này ấy, và các bạn sẽ kiểm tra xem nó có bị xì ở đây không. Còn đoạn đồng này thì chắc là ít rồi, nhôm đây thì rất là mới. Đó, thì đầu tiên thì mình quét, nếu như mình đường xá may làm gì mà nhiều ô tô đi lại quá các bạn, thì mình khoét cái chỗ này ra, mình kiểm tra thử cái chỗ này trước các bạn nhá, bởi vì cái điểm nối này rất hay xảy ra và nó ở cái gầm tủ này ấy, mình sẽ đổ form lại được nó dễ hơn và nó không bị xấu tủ của người ta. Đây như các bạn thấy này này, đây là một cái điểm nối thứ hai. Cái điểm nối này cũng là điểm nối của đầu cáp phun nhá. Họ cũng nối một đoạn đồng vào đây và nối đoạn đồng này với nhôm. Đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra nó sẽ bị xì châm kim ở đây. Nếu như xì to thì các bạn nén khỏe thì có thể nó sẽ xì được ra luôn. Nhưng với cái kiểu xì châm kim tăm cua thì bắt buộc các bạn phải bóc được ra như thế này. Thì ở cái phía ngăn này thì các bạn bổ đúng cái góc tủ ấy ra này, đúng cái góc tủ luôn nhá. Đây 20 phân, các bạn bổ 20 phân cái góc tủ này. Các bạn nhìn thấy nó thể nó bị thủng và nước nó vào đây rất là nhiều, ướt nhẹ nhẹ. Đấy, các bạn bổ 20 phân đúng cái góc tủ này ra thì sẽ gặp được cái mối nối giữa đồng và nhôm này. Việc đơn giản tiếp theo nữa là các bạn chỉ cần nén vào và lấy bọt để thử xem nó xì ở đường này hay xì ở đường này thôi. Đấy, còn ở cái phía đường hồi này thì các bạn bổ nó, đây là đây mình lấy cái thước mình đo cho các bạn xem. Đây các bạn này, các bạn cứ đo từ đầu tủ ra. Đây 40 phân, mình cứ tính là 40. Đây không cần chính xác lắm đâu, mình đục to to ra tí xong mình còn dễ làm ấy. Của mình chính xác đúng đến đường ống ấy, đây là khoảng 44 phân, 43 phân rưỡi. Đấy, và các bạn chỉ cần cũng bổ đây từ thành xuống này này đến cái điểm cuối là 20 phân. Đó, 20 phân nữa thì các bạn có thể bổ vuông 20 phân, hoặc đấy 20 phân là đến cái điểm nối này này. Đó thì các bạn sẽ lựa nhá, thì mình sẽ bổ dịch xuống đây một tí. Đấy, 20 phân và 40 phân, các bạn cũng không cần thiết bổ sát lên đây, hoặc là bổ lên đây thôi, bổ chỗ này thôi, như thế này thôi. Đấy, và dưới này các bạn dịch xuống đây một tí để cho nó rộng cái chỗ này ra, để sau này mình sẽ thao tác mình hàn cái đoạn ống, mình sẽ bỏ cái ống đồng này luôn này, cái đường hồi ống đồng này mình bỏ luôn đi, trong mình hàn nối cái ống đồng vào đây chạy ngoại cũng được, cái ống đồng đây. Phía này cũng vậy, phía này thì mình có thể thôi cứ kệ cái cáp nó ở đấy, chỉ cần cắt đây đi thôi, và các bạn nối cho một đoạn ống đồng vào đây. Đó, như vậy xong đó mình lại đổ cái form mình ép lại thì là sẽ sửa được một cái tủ cho khách rất là dễ dàng mà không phải mất tốn công nhiều, tốn chi phí nhiều các bạn nhé. Đấy, thì đây là cái tủ này, thì mình ở những cái tủ khác ấy thì nó sẽ là ở cái vị trí khác. Còn đây cái tủ Nagakawa, cái model như ở
đoạn đầu video ấy, thì các bạn cứ bổ như thế này là chính xác luôn. Đó, thì vì mình làm những cái video với cái mục đích là chia sẻ cho anh em nào mà chưa biết. Đó. Còn các bác đã biết rồi thì các bác cho em một số cái bình luận ở dưới góp ý cho em ấy ạ. Em đã phải hy sinh một em tủ để em làm chuột bạch rồi. Để chia sẻ cho các bác. Và em cũng làm cái video để lưu lại đây, gần sau em gặp tủ này thì em cũng nhớ em cái này em quét thôi. Đó, thì còn cái việc sau này thì rất là đơn giản rồi. Thấy xì ở đây thì hàn đây lại, thấy xì ở đây thì hàn lại. Hoặc là chúng ta có thể hàn lại tất cũng được, không sao cả. Thì em là một cái kỹ thuật viên chuyên về điện tử điện lạnh. Đây là cái kênh YouTube chính thức của em. Và các bác có thể, các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình sẽ làm chia sẻ những cái video hữu ích cho các bạn tham khảo. Đó. Chứ mình không phải là mình là người dạy hay gì đâu, mình là người sửa chữa bình thường thôi. Còn gặp những cái ca khó hay là những cái nó mình khám phá được ra, mình sẽ chia sẻ lên cho các bạn tham khảo. Vậy nhá, chào và tạm biệt các bạn.